Vì sao người giàu thường chơi golf? Chi phí đắt đỏ. Để gia nhập bộ môn golf, người chơi cần phải học, thuê huấn luyện viên cho mỗi khóa khoảng 1.000 đô la. Bên cạnh đó, trang phục, dụng cụ chơi golf cũng rất là đắt đỏ. Một bộ cày golf có thể khiến người chơi tiêu tốn vài nghìn đô la. Khi ra sân, người chơi còn phải trả nhiều khoản phí khác như là thuê sân khoảng hơn 100 đô la, thuê xe 50 đô la, tip cho người phục vụ. Golf giúp người chơi khẳng định đẳng cấp. Bởi có chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với các môn thể thao khác, khi chơi golf, bạn mặc định được coi là người có tiền. Nhiều người chơi golf không hẳn vì đam mê bộ môn này mà muốn thể hiện đẳng cấp. Với một số câu lạc bộ golf cao cấp, chỉ những người thực sự giàu mới đủ điều kiện tham gia. Golf giúp tạo ra mạng lưới liên kết những người giàu. Các câu lạc bộ golf thường là tập hợp của những người chơi giàu có như doanh nhân, chính trị gia, người nổi tiếng. Người giàu thích được bao quanh bởi những người cùng chí hướng với mình. Golf giúp họ kết nối với nhau, có thể trao đổi công việc và tiến tới hợp tác. Golf giúp người giàu giải trí, xả stress. Người giàu cũng không tránh khỏi áp lực trong công việc, thậm chí lớn hơn nhiều lần so với những người khác. Với việc tập trung đánh bóng vào lỗ, trao đổi với những người chơi, họ có thể gạt đi những áp lực sang một bên. Đặc biệt, những pha đánh hay ghi điểm tốt còn có thể giúp họ phấn khích không thua kém các cầu thủ bóng đá ghi bàn. Người giàu có thời gian. Nhiều người giàu chơi golf đơn giản bởi vì họ có thời gian để làm điều này. Những người làm việc theo giờ hành chính khó có thể đến sân golf vào ban ngày hay đi khắp nơi để chơi. Người giàu thường có thời gian linh hoạt, chủ động sắp xếp được công việc để chơi golf. Golf không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Những người giàu chủ yếu làm công việc liên quan tới trí óc, ngồi văn phòng nên không có nhiều thời gian vận động. Golf giúp họ có cơ hội rèn luyện thể chất nhưng không quá nặng nhọc. Khi tới sân, họ đã có người hỗ trợ mang đồ, đi lại chủ yếu bằng xe điện nên ngay cả những người 60-70 tuổi cũng có thể tham gia chơi bộ môn này. Golf là môn thể thao an toàn. Khác với những môn thể thao mang tính đối kháng trực tiếp, golf có rất ít xác suất xảy ra chấn thương.